khi áng mây cao dựng trên nếp chán, anh chợt nghe tình vỗ cánh bay, trái tim anh hờn dỗi trên vai, đêm hạnh phúc như hạt sương gầy. Bỗng mùa xuân về trên nắm ngón, trên bàn tay lộc biếc lá non, anh đừng nghèo yếm gọi tên em khi em đã nằm ngoan trên cờ biếc. Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ, có xôi xao là xoài đã xôi xao, cánh tay anh đã giận nắm yên để người yêu tha trôi suối tóc mềm. Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú, đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon, anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang sẽ chờ em về quê hương thân thoại. Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con âm ly đến từ Anh Quốc, tên là VAD West A230. Thì con này nó được phủ nhám toàn thân quý vị, sờ lên cực kỳ sướng tay, và quý vị thấy phủ nhám nhưng mà nó còn đẹp tới mức độ là trên 95% quý vị. Con này thì hàng eBay về cho nên là đủ mới, Made in England ha. Đây quý vị, cực đẹp luôn. Em này thì đánh 4 sọc thang ha. Mạch bên trong nó đẹp như mới luôn quý vị. Thì em sẽ làm một cái clip, em sẽ quay, em chụp hình ở bên trong để quý vị và các bạn xem thưởng thức cái độ đẹp ở bên trong. Đấy. Với cái chất âm cực kỳ tuyệt vời, quý vị thấy đánh bass ra rất là tròn luôn. Thì con này thì nó chuyên những dòng bút sell, những dòng loa cột châu Âu và Mỹ. Đấy. Nói chung là quý vị cứ cái mẫu loa cột như thế này quý vị, hoặc là loa bút sell, quý vị đưa vào nó đánh sẽ tuyệt vời luôn. Đấy, những cái lỗ màng poly như thế này. Đấy. Hay là những đôi Infinity, lỗ Mỹ đánh rất hay luôn quý vị. Đánh ra tiếng bass nó tròn rụm luôn, rất là sướng. Đấy, với mức giá cực kỳ hợp lý nha.